đây là rán trứng, trứng từ lạnh. Đây là sau khoảng 4, không, ừ, gần 40 phút bắt đầu có hiện tượng có màu đục ở lòng trắng trứng. Ok, đặt lên tấm tôn và điều này nó đang giúp việc truyền nhiệt từ toàn bộ tấm tôn và cái chảo, nó giúp tốc độ chỉ nhanh hơn rất nhiều. Dầu đang có đó, vẻ là đang sôi. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là bao nhiêu? Em biết máy anh có đo nhiệt độ nhưng mà máy máy liên có đo nhiệt độ đây. Càng ngày càng trắng đục hơn này. Rõ ràng luôn. Máy thở quay được có 7 phút thôi, thành ra là cứ quay từng đoạn một thôi. Không phải là quay được 7 phút đâu, tại anh ấn vào quay lại mà. Đây 7 phút trễ 21 giây trên 7 phút 16 giây mà. Kiểu nhìn dầu sôi này. Kiểu bộ nhớ chỉ còn thế. Quá nhiều để nhìn cái màn hình. Và đây trứng đã chín rồi. Ăn được rồi. Gia vị mì ở cho thêm tí gia vị nào. Ok. Dạ có thể. Muốn ăn trước thì tâm vị sẵn đi nào. Ăn hay lắm ấy. Không bình thường đấy. Em được ăn một cái. Ăn thử lòng trắng cho nhá. Cảm giác là như kiểu pudding vậy. Ăn phi lạ lắm ăn. Lần đầu tiên ăn trứng với muối mì tôm. Dạ. Có thể là có mùi muối mì tôm ăn nó thích. Mùi muối mì tôm thì nó lạ. Ở đây vẫn là trứng, đây chính xác là trứng. Lòng đỏ nhé. Hơi nhiều dầu quá nên ăn hơi ngấy. Mà nói chung là ăn được. Đây này, nhìn màu lòng đỏ bên trong nên chín rồi này. Ồ, chín rồi, chín rồi. Chắc chắn là chín rồi luôn. Nó sệt sệt lại rồi. Ừ, nó sệt rồi. Không ngon mà ngạnh mà. Ồ, chưa quên. Mới tội hình như đúng là hơi nhiều dầu. Ừ, hơi nhiều dầu nên nó hơi ngấy. Chín nhé, chín rồi nhé. Ngon cực. Ngấy là ngấy dầu nhưng thực ra trứng rất thơm. Ừ, trứng rất thơm. Trừ khuyết điểm là hơi nhiều dầu thì ngọt lại nó rất là ngon. Nhiều dầu là vấn đề của anh phụ bếp ạ. Anh đầu bếp. Là do anh này cho nhiều dầu quá. Chứ trứng thực ra rất ngon nha. Trứng chín tự nhiên rất là ngon. Chín một cách rất tự nhiên. Ê, đồ ăn tham. Các bạn có thể ra đây học mỹ thuật công nghiệp để ăn chín. Ừ, hơi nhiều dầu. Trứng này trứng ra còn thơm hơn cả trứng ăn bình thường. Trứng rán bình thường. Xong rồi.